Minh Ngọc xin chào mừng quý vị đang quay trở lại với chương trình Giờ Cách Sổ được phát sóng trên kênh truyền hình FBNC. Mở đầu phần 1 của bản tin hôm nay, hãy cùng Minh Ngọc điểm qua những thông tin của các doanh nghiệp trong nước và trên thế giới, cùng những tin tức quan trọng trên thị trường dầu. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất trên sàn giao dịch chứng khoán ở khắp các thị trường. Chứng khoán Mỹ phục hồi nhờ cổ phiếu của Amazon. Trong khi đó, thị trường Nhật Bản lại chìm trong sắc đỏ với sự đi xuống của nhóm ô tô. Theo chuyên gia, thị trường đang trong xu hướng tăng ngắn hạn. Cùng theo dõi những cập nhật mới nhất về thị trường và các phân tích chuyên sâu cùng FBNC Việt Nam trong chương trình Giờ Cách Sổ ngày 23 tháng 9. Mở đầu sẽ là những thông tin của các doanh nghiệp trong nước. Thưa quý vị, công ty cổ phần Sara Việt Nam dự kiến sẽ trả cổ tức tỷ lệ 60% sau khi doanh nghiệp này phát hành cổ phiếu riêng lẻ và chào bán ra công chúng. Cụ thể, công ty sẽ trả cổ tức với tỷ lệ là 40% và cổ tức bằng tiền mặt là 20%. Tương đương tổng giá trị theo mệnh giá là 108 tỷ đồng, nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 trên báo cáo tài chính hợp nhất là 178 tỷ đồng. Sau khi chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức, cổ phiếu và tiền mặt, thì Sara Việt Nam sẽ thực hiện đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ và chào bán cổ phiếu ra công chúng. Nửa đầu năm, doanh thu doanh nghiệp này đạt 156 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước, lãi ròng giảm 58% xuống 17 tỷ đồng. Với kết quả này thì công ty thực hiện 41% chỉ tiêu doanh thu và 14% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế. Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ vừa thông qua phương án phát hành riêng lẻ gần 38 triệu cổ phiếu với giá phát hành là 10.000 đồng trên một cổ phiếu. Theo đó, hội đồng quản trị công ty triển khai phương án chào bán gần 38 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện là 1:1, tức là một cổ đông sở hữu một cổ phần được mua thêm một cổ phần phát hành thêm, với giá chào bán là 10.000 đồng một cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3 và quý 4 năm 2020 và quý 1 năm 2021 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Sau 6 tháng, AMV ghi nhận doanh thu đạt 98 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế là 56,8 tỷ đồng, tăng 5%. Năm 2020, công ty đặt kế hoạch doanh thu tăng 45% lên 750 tỷ đồng, lãi sau thuế tăng 10% lên 245 tỷ đồng. Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận tại sàn HOSE với mã chứng khoán là PNG vừa báo cáo doanh thu tháng 8 là 1.238 tỷ đồng, giảm 8,1% cùng kỳ năm trước và đưa ra mục tiêu sẽ mở mới 31 cửa hàng trong thời gian tới. Theo đó, thì doanh thu bán lẻ của doanh nghiệp vẫn chiếm hơn 47% tổng doanh thu trong tháng 8, mảng máy xì giảm xuống 12,1% và mảng vàng miếng tiếp tục tăng lên 38%. Lũy kế 8 tháng, doanh thu tăng nhẹ 0,1% lên 10.291 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế là 548 tỷ đồng, giảm 23%. Với kết quả này thì doanh nghiệp đã thực hiện được 71% kế hoạch doanh thu và 65,7% kế hoạch lợi nhuận. Đến cuối tháng 8 thì PNG có tổng cộng 339 cửa hàng. Trong tháng thì doanh nghiệp đã mở mới 7 cửa hàng Gold, 1 cửa hàng COO, trong khi đóng cửa thêm 5 cửa hàng gồm 2 Gold, 2 Silver và 1 COO. Trong các tháng cuối năm, doanh nghiệp đặt mục tiêu mở mới 31 cửa hàng tập trung ở khu vực trọng điểm. Công ty cổ phần thuốc thú y trung ương Navesco tại sàn Upcom với mã là VET vừa thông báo sẽ trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ là 28%. Cụ thể thì VET sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông theo tỷ lệ 28%, một cổ phiếu nhận được 2.800 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 8 tháng 10, 2020. Với gần 16 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến VET sẽ chi hơn 44 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Trên thị trường, giá cổ phiếu VET hiện đang giao dịch quanh mức là 52.700 đồng một cổ phiếu, tăng 15% qua một tháng trở lại đây, với khối lượng giao dịch bình quân chỉ vỏn vẹn 133 cổ phiếu trong một phiên. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, VET ghi nhận doanh thu thuần và lãi sau thuế lần lượt giảm 38% và 41% so với cùng kỳ, xuống còn 303 tỷ đồng và gần 38 tỷ đồng. Nguyên nhân sụt giảm là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và bệnh dịch tả heo châu Phi tái phát dẫn đến các hoạt động của công ty gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, các chi phí cho hoạt động chủ yếu mặc dù đã tích cực điều chỉnh nhưng không thể cắt giảm hoàn toàn, dẫn đến tác động đáng kể đến lợi nhuận của VET. Tiếp theo sau đây, xin mời quý vị cùng đến với những thông tin của các doanh nghiệp trên thế giới. Vừa qua thì Microsoft đã thông báo giành được quyền mua lại nhà phát hành game ZeniMax Media với mục tiêu tăng cường sức mạnh cho mảng thiết bị chơi game eSports trong bối cảnh phải chịu cạnh tranh khốc liệt đến từ các ông lớn khác, đơn cử là Sony. Thỏa thuận trên có tổng trị giá lên tới 7,5 tỷ đô la Mỹ và dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2021. ZeniMax là công ty của Bethesda Softworks, được biết đến với hàng loạt game đình đám. Microsoft đánh giá rất cao thương vụ này sẽ đem lại một sự tổng hợp ấn tượng của các game, công nghệ, tài năng cũng như những dấu ấn thành công thương mại nổi bật. Thỏa thuận trên được thông qua trong bối cảnh Microsoft chuẩn bị phát hành thế hệ máy Xbox Series X vào giữa tháng 11 tới.
Đây là lần đầu tiên thiết bị này được nâng cấp kể từ năm 2013. Dự báo sẽ có cuộc cạnh tranh khốc liệt cho Microsoft khi đại kình địch là Sony cũng sẽ tung ra chiếc máy PlayStation 5 trong cùng tháng. Cũng liên quan đến công nghệ thì trong kết quả của một cuộc thăm dò tại Hàn Quốc cho thấy Samsung Electronics đã chứng kiến mức thu nhập tốt hơn mong đợi trong quý 3 năm 2020. Samsung Electronics dự kiến sẽ công bố lợi nhuận hoạt động 10,3 ngàn tỷ won, tương đương 8,85 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, tăng 32,56% so với một năm trước đó. Nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu thế giới ước tính đạt doanh số là 63,6 ngàn tỷ won trong quý 3 năm 2020. Đây sẽ là lần đầu tiên Samsung công bố lợi nhuận hoạt động hàng quý cao hơn 10.000 tỷ won kể từ quý 4 năm 2018. Các nhà phân tích cho biết, hiệu suất kinh doanh của Samsung bất chấp những lo ngại về kinh tế do đại dịch COVID-19 là vì công ty có thể cắt giảm chi phí tiếp thị khi ngày càng nhiều người mua hàng trực tuyến. Ngoài Samsung, cuộc thăm dò cũng đã tiết lộ lợi nhuận hoạt động quý 3 của LG Electronics cũng sẽ tăng 7,23% so với cùng kỳ năm trước, đạt 781,5 tỷ won. Trong khi đó, lợi nhuận hoạt động của SK Hynix, nhà sản xuất con chip số 2 của Hàn Quốc, cũng sẽ tăng gấp đôi, đạt 1,2 ngàn tỷ won trong quý 3 năm nay. Cũng tại Hàn Quốc thì theo dữ liệu từ Korea Exchange, tính đến ngày 17 tháng 9, tổng giá trị vốn hóa của thị trường Hyundai Motor lại vượt mức 100 ngàn tỷ won. Sau hơn 28 tháng, nhờ doanh số ô tô chạy bằng nhiên liệu hydro và điện tăng mạnh, giá trị thị trường của tập đoàn chế tạo ô tô Hyundai Motor Group và 11 công ty con khác nhau đã đạt 100.200 tỷ won. Trong số các công ty con thuộc tập đoàn, thì nhà sản xuất ô tô lớn nhất Hàn Quốc là Hyundai được định giá là 39.300 tỷ won. Nhà sản xuất phụ tùng ô tô số 1 xứ Kim Chi là Hyundai Mobis có giá trị thị trường là 23.000 tỷ won. Trong khi giá trị vốn hóa thị trường của nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai là Kia Motor Group đứng ở vị trí thứ ba với 19.700 tỷ won. Ba doanh nghiệp chủ chốt này hiện chiếm hơn 80% tổng mức vốn hóa thị trường của Hyundai Motor Group. Hiện, Hyundai Motor Group vẫn giữ vị trí hàng đầu trên thị trường ô tô chạy bằng hydro trên toàn cầu và vẫn là nhà sản xuất xe điện lớn thứ năm trên toàn thế giới. Sau đây là một số thông tin nổi bật về thị trường dầu. Thưa quý vị, các hợp đồng dầu thô tương lai khởi sắc vào ngày thứ Ba, ngày 22 tháng 9, cho thấy hỗ trợ từ kỳ vọng nguồn cung dầu thô tại Mỹ sẽ giảm tuần thứ hai liên tiếp. Kết thúc phiên ngày thứ Ba, giá dầu WTI giao tháng 10 tăng 29 xu, tương đương 0,7%, lên 39,6 đô la Mỹ một thùng. Hợp đồng dầu Brent giao tháng 11 cũng cộng thêm 28 xu, tương đương 0,7%, lên 41,72 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu được hỗ trợ bởi tồn trữ dầu thô và xăng của Mỹ giảm trong tuần trước, trong khi tồn trữ sản phẩm chưng cất bao gồm dầu diesel dự kiến sẽ tăng. Tuy nhiên, mức tăng giá dầu bị hạn chế khi nhu cầu nhiên liệu dự kiến sẽ giảm tại một số nước như Anh, nơi chính phủ yêu cầu mọi người làm việc ở nhà và áp đặt các hạn chế đối với quán bar, nhà hàng. Các trường hợp nhiễm virus corona đang tăng trở lại tại một số nước châu Âu, bao gồm Pháp và Tây Ban Nha, cũng dấy lên nỗi lo về nhu cầu sử dụng dầu sẽ giảm. Ngay sau đây là những cập nhật mới nhất về những diễn biến trên thị trường chứng khoán Mỹ. Kết thúc phiên ngày 22 tháng 9, Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 đều tăng điểm. Các nhà đầu tư đang đối mặt với giai đoạn thị trường biến động bởi lo ngại bất ổn chính trị ở Washington gia tăng liên quan đến cái chết của thẩm phán tòa án tối cao Ruth Bader Ginsburg. Cụ thể thì chỉ số Dow Jones tăng 0,52% lên 27.288 điểm, S&P 500 tăng 1,05% lên 3.315 điểm. Còn chỉ số Nasdaq cũng tăng 1,71% lên 10.963 điểm. 7 trong số 11 lĩnh vực chính của S&P 500 chốt phiên trong sắc xanh, dẫn đầu là công nghệ thông tin và tiêu dùng. Giá cổ phiếu Amazon tăng 5,7% sau khi Bernstein nâng đánh giá mã này lên khả quan và cho biết công ty tiếp tục được thúc đẩy nhờ người dùng trả phí và thương nhân bên thứ ba ngay cả đại dịch COVID-19 được kiểm soát. Cổ phiếu Microsoft, Apple, Alphabet và Facebook là động lực chính giúp cho phố Wall tăng đáng kể từ đáy của tháng 3, tăng hơn 1,6%. Đây là nhóm phải chịu áp lực bán mạnh trong thời gian gần đây. Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 22 tháng 9 là 8,68 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức là 10,62 tỷ cổ phiếu trong phiên trước đó. Chứng khoán Á diễn biến trái chiều trong phiên ngày thứ Tư ngày 23 tháng 9, khi mà các nhà đầu tư đang phản ứng lại với những bình luận của Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ. Kết phiên, chỉ số Shanghai của Trung Quốc tăng 0,17% lên 3.279 điểm khi các nhà đầu tư tại đây đang đặt cược vào một chặng đường khó khăn hơn cho đến khi kết thúc cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ và tìm cách bảo vệ tài sản của mình trong thương chiến Mỹ-Trung. Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI có mức tăng nhẹ 0,03% lên 2.333 điểm sau hai phiên trước đó đóng cửa trong sắc đỏ, với cổ phiếu của Samsung Electronics và SK Hynix tăng lần lượt 0,7% và 2,8%.
Tại Úc, chỉ số ADX 200 tăng mạnh 2,42% lên 5.923 điểm khi cổ phiếu của ANZ và Westpac tăng lần lượt 0,8% và 0,4%. Ngược chiều thị trường, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đóng cửa trong sắc đỏ khi giảm 0,06%, còn 23.346 điểm. Khi những sự khởi sắc bị đè nặng bởi lo ngại về việc nhiễm coronavirus gia tăng và sự chậm trễ trong kích thích tài khoá của Mỹ, các nhà sản xuất ô tô giảm mạnh nhất trong phiên với Suzuki Moto giảm 3,6%, trong khi Honda và Nissan giảm lần lượt 2,8% và 3,2%. Mời quý vị cùng quay trở lại với thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch ngày 23 tháng 9. Chỉ số VN Index kết phiên giao dịch ngày 23 tháng 9 hưng phấn, vượt mốc 910 điểm. Ở nhóm Blue Chip, GAS, HBG, VRE, BNC, v.v. cùng các cổ phiếu ngân hàng ACB, BID, CTG, v.v. cùng tăng mạnh, giúp sắc xanh của thị trường bứt phá. Sắc xanh không chỉ tập trung ở nhóm Blue Chip mà lan rộng ở nhiều nhóm ngành, từ chứng khoán, bất động sản cho đến dầu khí, vật liệu xây dựng. Ở phiên hôm nay, một số cổ phiếu đóng cửa trong sắc đỏ như BVH, FPT, REE, VIC, VNM, VJC, tuy nhiên mức giảm không nhiều. Tổng hòa lại, VN Index kết phiên giao dịch ngày 23 tháng 9 tăng 0,7% lên 912,5 điểm, HNX Index tăng 0,34% lên 132,64 điểm và Upcom Index tăng 0,5% lên 60,96 điểm. Thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức cao với giá trị giao dịch đạt 7.700 tỷ đồng. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần 1 của chương trình Giờ Cách Sổ. Và để hiểu rõ hơn về những tác động cũng như là xu hướng đầu tư trên thị trường chứng khoán, hãy cùng tìm hiểu qua cuộc trao đổi với chuyên gia trong phần 2 của chương trình. Quý vị đang theo dõi phần 2 của chương trình Giờ Cách Sổ và ngay sau đây, hãy cùng Minh Ngọc theo dõi cuộc trao đổi với biên tập viên Ngọc Mai và ông Nguyễn Hoàng Niên đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng để lắng nghe những phân tích chuyên sâu về phiên giao dịch chứng khoán ngày 23 tháng 9 năm 2020. Rất cảm ơn anh Nguyễn Hoàng Niên ngày hôm nay đã dành thời gian để đến chia sẻ cùng với FBNC. Thưa anh thì thị trường trong phiên ngày 23 tháng 9 thì đã đạt 900 điểm một cách dễ dàng. Thế nhưng thì thanh khoản yếu hơn phiên trước và theo anh thì nhịp nghỉ đảo chiều sẽ sớm xảy ra hay không? Thì đầu tiên mình nói sơ qua về thị trường trước. Thì hôm nay thì thanh khoản của toàn thị trường không tính giao dịch thỏa thuận thì đạt khoảng 5.400 tỷ, thấp hơn so với mức 6.100 tỷ ngày hôm qua. Thì tiêu điểm chính vẫn là những cổ phiếu trong nhóm VN30 và đặc biệt là những ngân hàng. Thì thị trường kết thúc phiên bằng sắc xanh và vẫn đạt được hơn mức 900 điểm. Thì nói sơ qua về mức 900 điểm trước thì 900 điểm giống như là một cái ngưỡng tâm lý mà khi thị trường đã không thể nào vượt qua được vào hồi tháng 6, nó tạo ra một cái tâm lý khá là e dè cho mọi người, các nhà đầu tư cá nhân. Và họ lo ngại rằng thị trường có thể sẽ không đạt được cái mức 900 điểm này một lần nữa. Và khi thị trường vượt mức 900 điểm vào cuối tuần hôm trước thì vào hôm thứ hai, Dow Jones xảy ra một cái sự giảm mạnh khiến cho một cái tâm lý lo sợ rằng cái mức 900 điểm này có thể sẽ không tiếp tục giữ. Và thanh khoản sụt giảm ngày hôm nay chính là một cái sự thể hiện cái sự lo sợ đó của nhà đầu tư trong cái phiên dịch ngày hôm nay. Thì để nói rằng là tôi có kỳ vọng về cái thị trường có thể giảm điểm hay không thì về phía mình thì mình nghĩ ra không. Thì đầu tiên thì cái việc thị trường chứng khoán thế giới giảm mạnh trong những hôm vừa rồi là bởi vì mọi người đang lo sợ về một cái làn sóng bùng phát dịch Covid lần thứ hai và đặc biệt là những số ca tăng nhiễm mạnh ở Anh. Thì tuy nhiên, đối với mình thì mình nghĩ rằng lần này thì dù dịch có bùng phát trở lại thì chính phủ các nước trên thế giới cũng đã có những kinh nghiệm nhất định để ứng phó dịch. Thì ngoài ra là các công ty trên sàn chứng khoán thì cũng đã có những cái biện pháp để thực hiện được trong đợt dịch Covid trước, ví dụ như là cắt giảm chi phí hay là để thu hẹp mô hình kinh doanh. Thì những công ty đã có những kinh nghiệm để đối phó với dịch lần này. Thì chính vì vậy mình nghĩ rằng cái đợt dù có bùng phát lần thứ hai chăng nữa thì cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường, đến hoạt động kinh doanh của các công ty. Thì đối với Việt Nam cũng tương tự như vậy. Thì khi thị trường chứng khoán thế giới có một sự hồi phục nhất định thì thị trường Việt Nam cũng sẽ được hưởng theo về điều đấy. Thì về dịch Covid cái việc bùng phát trở lại chăng nữa thì những cái thay đổi sẽ không có thay đổi mạnh lớn trong cơ bản của các công ty. Và các công ty đầu ngành cũng đã thể hiện rằng họ đã vượt qua được trong đợt bùng phát dịch thứ nhất là thế nào. Thì đối với các công ty như là Thế giới Di động, Vietcombank, FPT hay các cổ phiếu nhóm VN30 thì cũng đã đang thể hiện được cái sức chống chọi tốt đối với dịch. Và chính vì vậy mà các nhà đầu tư đang nhìn vào để các cổ phiếu này dường như đang định giá thấp hơn so với lại những tiềm năng thực sự của họ. Và điều này có thể thúc được dòng tiền
Vì vậy mà mình nghĩ rằng là thị trường khó có thể giảm điểm được trong thời gian sắp tới. Dạ vâng, như vậy thì với những phân tích vừa rồi của anh thì nhà đầu tư nên làm gì trong thời điểm này? Thì chính vì mình nghiêng về kịch bản thị trường sẽ có xu hướng tăng trong tương lai hơn. Chính vì vậy mà mình nghĩ rằng nhà đầu tư có thể tăng tỷ trọng cổ phiếu khi thị trường có những phiên điều chỉnh. Tuy nhiên thì trong giai đoạn này thì nhà đầu tư cũng nên cân nhắc một số yếu tố. Thứ nhất là yếu tố về quản trị rủi ro. Thì thực sự là trong thị trường có nhiều sự biến động như vậy thì có thể đến tối hôm nay sẽ xuất hiện những cái tin tức gì đó thật sự không tốt đến toàn thị trường. Thì điều này thì nhà đầu tư cũng phải xác định rõ cái mức chịu đựng rủi ro của mình. Và tiếp đến là khi thị trường dù có xu hướng đi lên thì không phải tất cả các ngành trong toàn thị trường đều đi lên theo cùng với lại thị trường. Thì sẽ có những ngành tăng, có những ngành giảm. Thì việc nhà đầu tư phải lựa chọn những ngành có sức khỏe tốt đối với thị trường để cùng đi lên chung với thị trường. Và ngay cả khi chọn được những ngành mà có thể tốt rồi thì nhà đầu tư cũng nên cân nhắc chọn những công ty tốt nhất trong ngành để mà có thể đầu tư. Thì mình vẫn khuyến khích mọi người nên chọn những công ty trong nhóm VN30 và những cổ phiếu đầu ngành. Dạ vâng, và theo như ghi nhận của FPNC thì sau nhiều phiên tăng trần liên tiếp thì ngày hôm nay là cổ phiếu TTA của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Trường Thành mà chúng tôi ghi nhận thì đã chịu áp lực chốt lời mạnh và giảm sàn. Vậy thì theo anh không biết là triển vọng sắp tới của cổ phiếu này nó sẽ như thế nào? Thì TTA là một cổ phiếu khá là thú vị khi mà lên trần nhiều phiên liên tiếp sau khi mới chào sàn. Thì TTA là cổ phiếu hoạt động trong ngành sản xuất điện năng, đặc biệt là tập trung vào những cái danh mục sản xuất điện thuộc ngành năng lượng tái tạo. Và điều này có thể là làm cái độ hot nhất định khi mà mới lên chào sàn. Thì cái việc biến động rất là mạnh trong những phiên khi mà một cổ phiếu mới chào sàn là điều khá là bình thường trong thị trường chứng khoán. Bởi vì khi mà mới niêm yết thì không những những nhà đầu tư cá nhân mà những tổ chức lớn cũng muốn mua một số lượng cái cổ phiếu lớn để mà có thể nhìn về dài hạn công ty mà họ muốn đầu tư. Chính vì vậy có thể đẩy giá cổ phiếu lên rất là cao trong những phiên đầu. Thì sau những phiên tăng trần thì có những phiên giảm sàn, nó nói lên cái sự gọi là sự chốt lời và cái hành động gọi là chưa ổn định của giá cổ phiếu. Nhưng tuy nhiên thì sau những phiên tăng giảm như vậy thì về bản chất, qua những ngày đó thì bản chất và hoạt động của công ty có thể vẫn chưa hề gọi là thay đổi gì cả. Đó là về bản chất. Thì TTA là công ty sản xuất điện năng, thì tôi có một số cái kinh nghiệm để phân tích một số cổ phiếu về điện sản xuất điện này. Thì nhà đầu tư cũng có thể tham khảo khi mà muốn đầu tư vào cổ phiếu TTA. Thì trước hết thì về các công ty trong sản xuất điện thì bản chất điện là một ngành thuộc tiện ích và hạ tầng, đâm ra được quản lý rất là chặt chẽ bởi nhà nước. Chính vì vậy mà những cái chính sách liên quan tới ngành điện thường xuyên được thay đổi và cũng thường xuyên được cập nhật, đặc biệt là cho các giá điện trong các ngành hot như hiện tại như là ngành năng lượng tái tạo. Thì nhà đầu tư khi nghiên cứu về cổ phiếu này cũng nên cập nhật về các chính sách này. Cái thứ hai là bởi vì đó là ngành hạ tầng, ngành tiện ích, đâm ra là cái mức độ sinh lời của các cổ phiếu này cũng sẽ không cao giống như là cho các phiên ngành bán lẻ hay bất động sản. Chính vì vậy mà nhà đầu tư nên điều chỉnh kỳ vọng của mình khi đầu tư các cổ phiếu này. Cái thứ ba nữa là khi mà các cổ phiếu về tiện ích này thì họ sẽ thường bỏ một vốn đầu tư rất là lớn vào ban đầu và có thể sẽ những kết quả kinh doanh trong những năm đầu tiên có vẻ sẽ không được khả quan cho lắm khi họ vẫn chưa kinh nghiệm để vận hành một cái nhà máy sản xuất điện hay là gặp những sự cố bất ngờ từ thiên nhiên. Thì chính vì vậy mà có thể trong kỳ vọng, có thể trong 1-2 năm đầu và những kỳ vọng ngắn hạn về cổ phiếu trong những ngành tiện ích này cũng có thể sẽ thay đổi. Mà tuy nhiên thì xét về dài hạn thì ngành tiện ích này luôn luôn là một ngành có tính phòng thủ cao bởi vì sự biến động rất ít so với các ngành hot khác như là bán lẻ hay là bất động sản. Thì chính vì vậy mà khi nhà đầu tư khi muốn đầu tư vào cổ phiếu TTA này nên có một cái nhìn về dài hạn hơn và có rất nhiều cổ phiếu trên sàn để nhà đầu tư và sản xuất điện để nhà đầu tư có thể tham khảo, ví dụ như là công ty điện Gia Lai GEG cũng hoạt động rất là năng nổ trong ngành sản xuất điện năng, hay là các công ty nhiệt điện khác như là BOW, BAO hay NT2. Dạ vâng, rất cảm ơn những chia sẻ cũng như là những phân tích vừa rồi của anh Nguyễn Hoàng Điên và hy vọng rằng với những lời khuyên vừa rồi của anh thì quý nhà đầu tư sẽ có được những chiến lược đầu tư đúng đắn hơn trong thời gian sắp tới. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Giờ Cách Sổ cũng đã hết. Minh Ngọc xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Cảm ơn sự đồng hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Giờ Cách Sổ tiếp theo.